Tổng thống Putin tiếp vị khách đặc biệt tại Điện Kremlin. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón một bé gái 8 tuổi tại dinh tổng thống và cùng thực hiện cuộc gọi tới Bộ trưởng Tài chính Anton Shirunov và Thủ tướng Mikhail Mishustin. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Putin đã gặp gỡ bé gái 8 tuổi trai sát Antipova tại Điện Kremlin. Văn phòng Tổng thống Nga đã đăng tải đoạn video về cuộc gặp gỡ. Cùng với ông Putin, bé Antipova đã gọi điện cho Bộ trưởng Tài chính Shirunov để kêu gọi ông cấp thêm ngân sách cho quê hương của cô bé Kazakhstan. Bộ trưởng Shirunov ban đầu có vẻ ngạc nhiên trước cuộc gọi, nhưng nhanh chóng đồng ý tài trợ thêm ngân sách cho vùng ở phía Nam Nga. Thật tuyệt vời, ông Putin nói về quyết định của ông Shirunov. Sau đó, ông quay sang nói với Antipova, chúng ta đã có 5 tỷ trước cho Kazakhstan, tương đương 55,6 triệu đô la. Ông Putin bày tỏ niềm vui trong suốt cuộc gặp bé gái. Sau đó, ông cùng bé Antipova gọi điện cho Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tuần trước, ông Putin đã có chuyến thăm tới Kazakhstan và gặp gỡ người dân ở vùng này. Ông Putin nói với bé gái Antipova rằng, ông quyết định mời cô bé và cha mẹ tới Moscow vì ông thấy buồn sau khi thấy Antipova khóc do chưa được gặp Tổng thống Nga khi ông tới thăm Kazakhstan.